Hai chiến đấu cơ Trung Quốc nghênh cản một trinh sát cơ Mỹ trên vùng biển Hoa Đông hồi cuối tuần qua với một chiếc đến gần trong khoảng cách 300 feet với phi cơ Mỹ. Theo các giới chức Mỹ khi cho hãng thông tấn Reuters hay hôm thứ Hai 24 tháng 7, Nguồn tin này cho hay các dữ kiện sơ khởi cho thấy một chiến đấu cơ loại J-10 của Trung Quốc đã đến quá gần chiếc EP-3 của Mỹ hôm Chủ nhật, khiến cho phi công phải đổi hướng. Giới chức nói trên chiếc phi cơ J-10 bay xuống phía dưới chiếc IF-3 này và bất ngờ vọt lên phía trước mặt, cách chiếc phi cơ Mỹ chỉ 300 feet, khiến phi công phải lạng lách để khỏi đụng vào nhau. Nguồn tin của Fox News nói rằng cả hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đều có võ trang bằng hỏa tiễn. Vụ này xảy ra chỉ ít ngày sau khi đô đốc John Richardson gọi điện thoại cho giới chức phía Trung Quốc để thảo luận các bước có thể tiến hành tới đây nhằm tạo áp lực lên Bắc Hàn để ngăn chặn chương trình hòa tiễn và nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng. Đây là cuộc gặp gỡ không an toàn đầu tiên giữa Trung Quốc và Hải quân Mỹ trên không vận gần Trung Quốc sau khi xảy ra một vụ tương tự ngoài khơi Hồng Kông vào cuối tháng 5.